Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết thì cây xanh là một cái cơ thể có cái đặc điểm vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đối với toàn bộ sinh giới. Nó không phải là chỉ cung cấp cái tự nó có thể cung cấp cái nguồn thức ăn cho nó, mà nó còn có thể là lấy cái nguồn thức ăn đó, tạo ra cái nguồn thức ăn đó và truyền cho các cái mắt xích trong chuỗi thức ăn của toàn bộ sinh giới. Và người ta đã từng ví thực vật hay nói cách khác là cây xanh giống như một nhà máy hoàn chỉnh. Vì sao người ta lại ví như vậy? Vì người ta thấy rằng là cái khả năng cung và khả năng, tức là cái nhu cầu của nó đủ sinh để mà sinh giới có thể đáp ứng được, cũng như là cái khả năng tạo ra các sản phẩm của nó thì vô cùng to lớn. Và người ta ước tính rằng là trong một năm, tổng số lượng cây xanh ở trên toàn bộ thế giới có thể hấp thu khoảng độ 600 tỷ tấn CO2 và giải phóng ra khoảng độ 400 tỷ tấn oxy. Ngoài ra thì nó có thể lấy rất nhiều cái khối lượng của những cái vật chất khác để tạo ra các cái chất khô cho chính cơ thể của nó và chất khô cho những cái cơ thể động thực vật khác. Thế thì với cái vai trò quan trọng như vậy thì cái đặc điểm nào, cái cơ chế nào đã giúp cho cây xanh thực hiện nhiệm vụ quan trọng như thế? Thì người ta thấy rằng là một trong những cái cơ chế quan trọng đó chính là quá trình quang hợp. Và ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về quá trình quang hợp ở cây xanh và các cơ quan bào quan thực hiện phục vụ cho quá trình quang hợp ở cây xanh. Phần 1 La Mã, khái niệm quang hợp. Khái niệm quang hợp. Cô nghĩ rằng là bài này không phải là bài đầu tiên các em học về quá trình quang hợp, và hầu hết các bạn đều biết thế nào là quá trình quang hợp và biết rằng là cây thực hiện nhiệm vụ lấy khí oxy vào và thải khí lấy khí CO2 vào và thải khí oxy ra, và đó chính là chức năng vô cùng quan trọng của quang hợp. Vậy thì trước tiên chúng ta có khái niệm. Định nghĩa cho cô quang hợp. Quang hợp là quá trình gì ạ? Là quá trình tạo ra các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. Và cái chất vô cơ ở đây là CO2 và nước. Và cái quá trình quang hợp này được thể hiện qua cái phương trình tổng quát, đó là 6 CO2 cộng với 12 nước tạo ra C6H12O6 cộng với 6 phân tử nước cộng với 6 phân tử oxy. Và cái tác nhân ở đây là ánh sáng được hấp thụ bởi diệp lục. Đó. Thì đây chính là phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Vậy thì từ cái phương trình tổng quát của quá trình quang hợp này thì chúng ta cũng nhìn thấy phần nào cái vai trò quan trọng của quá trình quang hợp, đó là lấy CO2 và giải phóng oxy, đồng thời tạo ra nguồn chất hữu cơ cho chính cái loài thực vật đó, đồng thời là nguồn chất hữu cơ cho toàn bộ sinh giới. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 nhỏ, vai trò của quá trình quang hợp. Vai trò của quá trình quang hợp. Và đây thì cô chỉ nhắc lại thôi. Vai trò thứ nhất mà chúng ta khẳng định, đó là quang hợp tạo nguồn chất hữu cơ cho toàn bộ sinh giới. Tạo chất hữu cơ
cho toàn bộ sinh giới. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì người ta nhận thấy rằng là ngoài thực vật ra thì chỉ có một vài vi khuẩn có khả năng quang hợp. Thì những cái loài này là có khả năng tạo ra được nguồn chất hữu cơ cho chính nó, và đồng thời nó gián tiếp tạo nguồn chất hữu cơ cho các loài động vật và con người. Và cũng vì nguyên nhân này mà trong các cái chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên trái đất thì hầu như thực vật đều đứng đầu ở các chuỗi thức ăn đó. Cho nên là quang hợp thì trực tiếp tạo chất hữu cơ cho thực vật, gián tiếp tạo chất hữu cơ cho động vật và cơ thể con người. Hay nói cách khác là quang hợp tạo ra chất hữu cơ cho toàn bộ sinh giới. Có quang hợp thì toàn bộ hệ sinh thái trong sinh giới mới có thể tồn tại được. Vai trò thứ hai của quá trình quang hợp đó là tạo năng lượng. Tạo năng lượng. Cho các hoạt động sống. Tại sao chúng ta lại nói là nó tạo năng lượng? Mặc dù cái sản phẩm trong phương trình tổng quát của chúng ta không có ATP. Nguyên nhân là vì quá trình quang hợp tạo ra sản phẩm hữu cơ. Và sản phẩm hữu cơ này thì có thể được bẻ gãy trong các cái quá trình tiếp theo để tạo nguồn năng lượng là nguồn ATP cung cấp cho tất cả các hoạt động sống. Và người ta nhận thấy rằng là tất cả các hoạt động diễn ra trên trái đất này đều có nguồn gốc năng lượng là từ ánh sáng mặt trời. Mà nguồn năng lượng của ánh sáng mặt trời thì được sử dụng thông qua quá trình quang hợp. Nói cách khác, quang hợp là tạo ra cái nguồn năng lượng cho toàn bộ sinh giới. Vai trò quan trọng thứ ba đó là vai trò cân bằng khí quyển. Cân bằng khí quyển. Tại sao lại nói cân bằng khí quyển thì vẫn là cái ví dụ đầu tiên cô nói. Đó là hàng năm thì thực vật trên toàn bộ trái đất có thể hấp thụ khoảng độ 600 tỷ tấn CO2 và giải phóng khoảng 400 tỷ tấn oxy. Và chính cái việc này đã giúp cho cái nồng độ khí CO2 và oxy luôn luôn được cân bằng, luôn luôn được duy trì ổn định ở trên trái đất. Mặc dù là trên trái đất chúng ta hiện nay chúng ta biết rằng là có rất nhiều các cái quá trình làm tăng cái lượng CO2 trong không khí, ví dụ như là giao thông vận tải này, ví dụ như tạo ra nhiều nhà máy xí nghiệp công nghiệp này, thì những cái đó đều làm tăng lượng khí oxy, đều làm tăng lượng khí CO2, nhưng để có thể điều hòa lượng khí này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tăng cường cái khả năng quang hợp ở thực vật bằng cách là trồng nhiều cây xanh. Như vậy thì qua đây chúng ta cũng đã tìm hiểu được khái quát về quá trình quang hợp thông qua khái niệm và vai trò của quá trình quang hợp. Vậy thì cơ quan nào thực hiện quá trình quang hợp? Thì chúng ta sang phần 2 La Mã. Lá là cơ quan thực hiện quá trình quang hợp. Lá là cơ quan thực hiện quá trình quang hợp. Nếu như mà buổi hôm trước thì chúng ta nói rằng là lá là cơ quan thực hiện quá trình thoát hơi nước, thì hôm nay mình lại nói là lá là cơ quan thực hiện quá trình quang hợp. Vậy thì trong mỗi một phần này chúng ta phân tích cấu trúc của lá nó không hề giống nhau. Buổi hôm trước chúng ta phân tích lá có đặc điểm gì phù hợp với chức năng thoát hơi nước, thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích xem là lá có đặc điểm gì phù hợp với chức năng quang hợp. Thế còn những cái đặc điểm mà phù hợp với chức năng thoát hơi nước mà không phù hợp với chức năng quang hợp thì chúng ta không phân tích ở đây. Vậy thì phần một nhỏ, đặc điểm giải phẫu của lá. Đặc điểm giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp, cô viết tắt. Đặc điểm của lá phù hợp với chức năng quang hợp.
Để có thể phân tích đặc điểm của lá thì vẫn như những bài hôm trước chúng ta sẽ phân tích về đặc điểm bên ngoài và đặc điểm bên trong. Hoa thị thứ nhất là hình thái bên ngoài. Trước khi cô phân tích về hình thái bên ngoài thì cô sẽ trình bày về cái đặc điểm của lá thông qua một nhà văn đã mô tả cái đặc điểm về lá như thế này ạ. Lá là một là một trong những cơ quan kỳ diệu của thực vật. Người ta thấy rằng là lá thì rất mỏng manh bởi vì nó là một bản mỏng và có màu xanh tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nó lại có thể đứng trước những cái giông bão, và người ta nhận thấy rằng là 90% các chất trong lá chính là nước. Và mặc dù nó là một cái cột nước nặng như vậy, nhưng mà nó lại không bao giờ bị héo rũ như những cái khăn mùi xoa mà bị dính vào nước, không bao giờ bị héo rũ mà lúc nào nó cũng vẫn vươn thẳng. Đồng thời, lá được ví như những chiếc ô, nhưng nó không thực hiện chức năng của chiếc ô là che để trốn nắng, mà nó lại là những chiếc ô tìm mọi cách để hấp thụ ánh sáng phục vụ cho quá trình quang hợp. Và đối với cấu trúc của lá là một chiếc ô nhưng lại chứa đầy nước như vậy thì nó cũng không cần những cái cột, ví dụ không cần những cái cột như cái cọc trong trong chiếc ô để mà giúp cho chiếc lá đứng vững. Nó vẫn lúc nào nó vẫn cứ khoe mình ra trước ánh sáng, và dù là thời tiết mưa gió có hàng tuần hoặc là hàng chục ngày đi chăng nữa thì những chiếc lá đó nó vẫn vẫn có thể tươi và không bị héo rũ, hoặc là trong cái thời tiết nóng bức thì lá vẫn có khả năng điều hòa để giữ được cái trạng thái tươi tốt của mình. Và người ta thấy rằng là đó là một cái sự kỳ diệu của lá. Lá có khả năng tự điều chỉnh cho mình trong cái quá trình chống lại ánh sáng mặt trời để mà duy trì cái khả năng quang hợp, giữ được lượng nước ở trong lá phù hợp lúc nào cũng là 90%, nhằm mục đích là tạo sự sống cho lá. Và cái mục đích này thì luôn luôn tồn tại cho đến khi mà chiếc lá bị rụng xuống. Và người ta thấy rằng là trong mỗi một chiếc lá thì bao giờ cũng có một cái hệ mạch dẫn. Cái hệ mạch dẫn này chính là mạch gỗ hay còn gọi là gân lá, nó lúc nào nó cũng như những dòng máu ở trong cơ thể. Nó liên tục được vận chuyển. Dù mưa, dù gió như thế nào thì cũng không bao giờ rửa trôi được bất cứ một lượng đường nào có trong các cái mạch dẫn của lá cây. Và thật là kỳ diệu đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đặc điểm hình thái bên ngoài. Đó là lá là một bản. Bản thứ nhất là bản này là dẹt, mỏng. Đó, dẹt mỏng để làm gì? Dẹt mỏng để tăng cường cái khả năng hấp thu. Tăng cường khả năng hấp thu các chất. Tăng cường cái khả năng hấp thu vì nó mỏng. Thứ hai là kích thước nó to. Kích thước nó to và lúc nào nó cũng vươn ra ánh sáng. Nếu những cái cây mà nằm khuất bóng thì nó sẽ đặt cái bản lá nằm ngang để đón được toàn bộ ánh sáng mặt trời. Những cái cây mà bị ánh sáng mặt trời chiếu mạnh thì nó sẽ nằm chéo để đón được ánh sáng mặt trời nhưng không quá gay gắt. Và cái điều này làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời. Tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Rồi. Và bên ngoài hình thái của nó thì còn có một đặc điểm nữa, đó là phủ bên ngoài mặt ngoài của lá là lớp biểu bì. Lớp biểu bì phủ bên ngoài. Và cái lớp biểu bì phủ bên ngoài này thì lại có hệ thống lỗ khí. Có hệ thống lỗ khí giúp cho
nước và CO2 có thể đi vào thực hiện quá trình quang hợp. Rồi, đó là bên ngoài thì là như vậy. Thế còn bên trong thì sao? Hình thái bên trong. Hình thái bên trong hay nói cách khác chính là giải phẫu của lá đấy ạ. Khi mà cắt ngang cái lá cây thì người ta thấy rằng là bên dưới của tế bào biểu bì, tức là lớp tế bào mô rộng, ngay sát với tế bào biểu bì, nhưng mà tế bào biểu bì ở mặt trên, thì người ta thấy rằng là tập trung vô cùng nhiều diệp lục, có nhiều diệp lục, và chính vì có nhiều diệp lục nên đã thúc đẩy cái quá trình quang hợp. Dưới lớp tế bào mô rộng thì có lớp tế bào mô xốp. Lớp tế bào mô xốp này thì lại có một cái vai trò là có nhiều cái khoảng trống để cho các cái chất khí CO2 và oxy có thể len lỏi vào. Có nhiều khoảng trống để CO2 và oxy len lỏi vào. Đó là lớp tế bào mô xốp. Ngoài ra thì cấu trúc của lá lại có vô cùng nhiều hệ thống mạch dẫn. Các mạch mạch dẫn của lá chằng chịt nhằm mục đích vận chuyển, thứ nhất là vận chuyển nước và ion khoáng lên để cung cấp cho quá trình quang hợp. Ngoài ra, vận chuyển cái sản phẩm của quang hợp tới nơi dự trữ. Sản phẩm của quang hợp tới nơi dự trữ. Như vậy, thông qua cái phân tích này của cô thì các em có nhận thấy rằng là lá thật là một cái cơ quan tuyệt vời. Vì hôm trước không những cái cấu trúc này phù hợp với chức năng thoát hơi nước, mà hôm nay thì chúng ta còn thấy được là cấu trúc của nó như vậy lại rất phù hợp với cái chức năng quang hợp và phù hợp với hiệu quả của quá trình quang hợp. Và để làm rõ hơn nữa đặc điểm phù hợp với chức năng quang hợp thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu là trong cái tế bào mô rộng thì nó còn có những cái đặc điểm gì mà liên quan đến diệp lục để làm tăng cường cái khả năng quang hợp, đó chính là bào quan phục vụ quá trình quang hợp lục lạp. Thì chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo.